đằng sau những tấm bia tiến sĩ ở đây là rất nhiều câu chuyện và giai thoại về những danh tài đất Việt. Đây là bia tiến sĩ khoa niên hiệu Cảnh Hưng, Ất Mùi, 1775. Trên bia có viết: Nay cơ đồ Châu Ngọc Vững Yên, sao khuê soi văn vận, cùng tên tuổi 18 người đỗ đệ tam giác, tước hiệu tiến sĩ. Trong đó có Ngô Thời Nhậm, Phan Huy Ích. Bia khắc tên họ để công danh được mãi muôn đời, sự nghiệp sáng soi muôn thuở. Tên tuổi, tài danh, đức độ của họ đã được sáng lên như biểu tượng sao khuê nơi văn miếu. Trong những cuốn chính sử Việt Nam xưa có ghi, Ngô Thời Nhậm xuất thân trong gia đình danh gia vọng tộc chốn Bắc Hà. Ông người làng Tả Thanh Oai, nay thuộc Thanh Trì, Hà Nội. Cha là Ngô Thi Sĩ, cũng đã từng đỗ đệ nhị giáp khoa thi 1766. Cha con cùng đỗ đạt và làm quan dưới triều Lê Trịnh. Vụ án Canh Tí 1780, Ngô Thời Nhậm bị nghi là người tố giác Trịnh Khải nên phải bỏ trốn về quê vợ ở Thái Bình. Khi vua Quang Trung tiến quân ra Bắc, vì trọng Ngô Thời Nhậm là người tài nên đã vời ông ra làm quan. Chuyện về cái chết đầy chí khí dũng cảm của sĩ phu Bắc Hà Ngô Thời Nhậm dưới đòn roi của Đặng Trần Thường, một quan lại nhà Nguyễn, không có trên bia đá này, vì nó xảy ra vào năm 1803, 28 năm sau khi tấm bia này được dựng để vinh danh ông. Hồn những cụ rùa ở đây chắc còn ngậm nguyên những giọt nước mắt xót xa cho một ngày đen tối xảy ra tại chính văn miếu này, sau cuộc chiến tranh tương tàn giữa nhà Nguyễn và triều Tây Sơn mà rùa linh được chứng kiến. Hồn thiêng văn miếu còn lưu mãi dấu ấn vô hình, tạc khắc trong không gian âm thanh của trận đòn roi mà Đặng ra tay xử phạt với các võ tướng, văn quan nhà Tây Sơn như Ngô Thời Nhậm, Phan Huy Ích sau khi nhà Nguyễn xóa bỏ được Tây Sơn. Có chuyện kể thế này, trước đây Ngô Thời Nhậm và Đặng Trần Thường từng gặp gỡ nhau, song lần gặp gỡ đó lại khắc sâu trong Đặng mối hằn thù tư hữu. Do muốn bon chen để có địa vị công khanh trong triều, Đặng phải khúm núm luồn lọt Ngô, người thi cử đỗ đạt đang được giữ trọng trách trong triều. Thấy vẻ hèn hạ khúm núm xin xỏ của Đặng, Ngô khẽ cười mà rằng: đúng là công hầu khanh tướng vòng trần ai. Ngụ ý: danh chức công hầu khanh tướng làm con người thành bi kịch trốn trần ai. Đặng nghe mà căm tím ruột. Bởi thế, trong cuộc gặp gỡ lại giữa Ngô Thời Nhậm và Đặng Trần Thường ở sân văn miếu, trong thế đối nghịch nhau, nhớ lại chuyện xưa, Đặng đã kiêu hãnh ra câu đối cho Ngô: ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai đã biết ai. Lời đáp lại của Ngô quân tử sĩ phu Bắc Hà là: thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế. Nghĩa là tôi là sống như thế nào thì tôi vẫn sống như thế. Dù là đất nước là thời chiến quốc hay đất nước chuyển sang thời xuân thu thì tôi vẫn sống như thế. Tìm trong sách chính sử, không thấy có một dòng nào ghi lại chính xác, chân thực về trận xử đòn roi trên sân văn miếu này. Chuyện chỉ được lưu truyền theo cách kể truyền miệng của mỗi người, vượt không gian, thời gian, truyền qua nhiều thế kỷ, nên dường như người Thăng Long Hà Nội ai cũng biết chuyện này cùng hai câu đối nổi tiếng xưa. Tuy nhiên, tùy theo dụng ý cách kể của mỗi người mà chi tiết, ngôn từ cũng không giống nhau nữa. Từ ngàn xưa ở Việt Nam, văn hóa truyền miệng luôn giữ một vai trò rất lớn trong đời sống nhân dân. Mỗi câu chuyện truyền đi đều được thêm thắt chi tiết, ngôn từ nhằm nhấn mạnh những bài học răn dạy đạo đức cho con cháu theo cách riêng của mỗi người. Nhưng dù kể thế nào thì nó vẫn giữ được cái cốt lịch sử, biết phân biệt cái thiện, cái ác và ca ngợi tài năng đức độ của các vị danh nhân.